Đây là tủ dế trứng của trang trại Thanh Sơn. Dế này để nguyên cánh để phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu về dế trứng có cánh, còn nguyên cánh. Cái tủ này hết rồi, hết dế, bán siêu đắt hàng. Đây, tủ nào mà còn sáng đèn thì còn dế, tủ nào tắt đèn thì dỡ hết dế, bán đầy hàng rất là chạy. Tủ này cũng hết dế rồi. Đây là một kho hàng của trang trại Thanh Sơn, còn một kho nữa bà con mình bây giờ nuôi dế thì rất là đơn giản, chỉ nuôi bằng bìa cắt tông gặp lại để nuôi dế và bìa thùng bìa để nuôi dế cũng được. Thùng bìa thì kích thước nó nhỏ, bà con muốn nuôi dế số lượng lớn thì bà con nuôi thêm một thùng gỗ, còn thùng xốp cũng được, nhưng mà thùng xốp thì nó nuôi được ít hơn. Cành lá phơi khô các loại chứ không nhất thiết là mình phải kiếm bỉ bìa. Ngày xưa thì nhiều bà con nói là phải tìm một bỉ bìa nuôi nó mới tiện lợi, nhưng mà không phải vậy, mà là phải đa dạng lên thì mình sẽ dễ kiếm, dễ nuôi. Nên là các cái khay như này, khay này cũng để phục vụ để lấy trứng, thì bà con mình có thể tận dụng các cái khay khác, không cần nhất thiết phải khay như của trang trại Sơn. Biết làm sao sâu khoảng tầm 3 cm, 2-3 cm đủ cho con dế nó cắm kim vào đây và cho cát ẩm vào đây cho nó đẻ rất là dễ dàng. Còn lại thì những cái kỹ thuật nuôi chúng tôi sẽ phổ biến cho bà con, các bác khách hàng đến từ các tỉnh để mua trứng dế của trang trại Sơn về nuôi. Đây là các cái thùng trứng mà trang trại Sơn đã thu hoạch trứng để chuyển tới tay bà con ở trong nước. Chỉ khách nước ngoài đặt mua, chúng tôi cũng chuyển đến được các nước mà lân cận với Việt Nam, mà chúng tôi đều chuyển đến các đường ô tô như là Lào, Campuchia, Trung Quốc, vân vân. Đây, các cái thùng trứng này là đều bên trong đều có trứng. Rất nhiều trứng được cung cấp cho khách hàng. Nhưng rất nhiều các đơn hàng để xuất đi, xuất bán đi cho các nhà hàng. Nên là chúng tôi phải nhập về những thùng xốp. Đây là những cái khay trứng đã được thu hoạch rồi. Trang trại Thanh Sơn hàng ngày đón tiếp rất nhiều các khách hàng đến từ các tỉnh mua qua điện thoại, người bán hết rồi, mua qua chuyển khoản hoặc đến tận nơi. Trang trại đã có uy tín lâu năm, bác ấy cũng đã theo dõi trang trại Thanh Sơn từ rất là nhiều năm rồi và có sự uy tín về đầu ra thu mua. Chúng tôi thì không nuôi nhiều,
chúng tôi chỉ nuôi chuyên về giống thôi, cho nên chất lượng rất là tốt và cung cấp cho bà con và có hỗ trợ thu mua lâu dài, có hợp đồng ký kết cho bà con thu mua lâu dài đầy đủ, nên là bà con mình cũng đã có rất nhiều các vị khách hàng đã chăn nuôi rồi và giới thiệu khách hàng mới, nhưng chúng tôi lúc nào cũng đông khách. Cái lượt review ở trên YouTube thì chúng tôi không nhiều, không có làm những cái quảng cáo hay là người ta gọi là cày view hay gì đấy, mà chúng tôi chỉ đưa đơn thuần lên thôi. Và bà con mình ai quan tâm và biết được mô hình của trang trại Anh Sơn thì chúng tôi sẽ phục vụ nhu cầu đến nơi đến chốn và phục vụ rất là kỹ. Ví dụ như nhiều nơi mà tôi thấy là những cái lượt xem rồi lượt đấy nó tới lên tới hàng mấy trăm nghìn đến hàng triệu, thì tôi nghĩ là đấy là cũng họ cũng làm công tác mà quảng cáo hoặc chạy hoặc là như nào đấy, họ làm YouTube mà rất là chuyên quảng cáo hay gì đấy, nó rất là tốt, mà chắc tôi nghĩ là cái sự phục vụ sẽ không chu đáo bằng những cái nơi mà chất lượng hơn và làm chặt chẽ hơn, quản lý sâu cho khách hàng. Tất cả ai gọi điện đến trang trại Xuân chúng tôi đều có lưu số máy và ký hợp đồng hai bên đầy đủ, nên các bác gọi đến là chúng tôi biết các bác mua số lượng bao nhiêu, mua ngày tháng năm nào và các bác ở tỉnh thành nào, và chúng tôi sẽ hỗ trợ và có sổ sách ngày mua ngày bán của quý khách hàng đầy đủ. Đấy, nên là từ xưa đến nay chúng tôi làm cái gì đều có sự chắc chắn, đi từng bước một, kể cả sự phát triển cũng vậy. Đây là đôi điều tâm sự của trang trại Anh Sơn, chúng tôi cũng đi lên từ những cái gọi là chân chất thôi, chỉ cũng thích về chăn nuôi con dế và sau đó sẽ phát triển tới người tiêu dùng về đầu ra, và chúng tôi làm được đầu ra đến đâu chúng tôi thu mua đến đấy, từng bước một. Sau đến nay là cũng được 2 từ năm 2004 cho đến bây giờ là 2020 rồi, thì cũng bước sang năm thứ 16. Chúng tôi làm từng bước một cũng chắc, giá cả không có thay đổi, bắp bê linh lên xuống, kể cả thị trường bán trứng dế giá rẻ hơn chúng tôi, ví dụ trứng dế bán 300.000 một khay trứng, mà chúng tôi chuyên về giống tốt, chất lượng tốt và quan trọng nhất là có bao tiêu giá cao, ổn định giá cho bà con và không lừa đảo bà con, không có gọi điện đến thì chặn máy, hoặc là chúng tôi ký kết hợp đồng từ 3 triệu trở lên là chúng tôi đã làm hợp đồng cụ thể cho bà con đàng hoàng rồi, chứ không phải là như nhiều nơi thì thấy có nói là mua đến tầm mấy chục triệu bắt đầu mới ký hợp đồng, cái đấy là bà con phải hết sức cẩn thận. Là chúng tôi người thực việc thực, nhà cửa tại đây và làm có cái quy mô đàng hoàng, có khu thu mua xuất bán, có các kho hàng quay lên rất là minh bạch. Giá cả thì quý khách hàng có thể tự gọi điện đến để tham khảo giá đầu vào đầu ra, chúng tôi đều trả lời công khai hết, không giấu một cái gì cả. Thì đấy là cái bước để cho chúng tôi từng bước một xâm nhập vào thị trường và thành công cho đến nay. Đó là cái sự mà khát khao vươn tới một cái sự thành công về cái con trùng này, rất là khó khăn về đầu ra, nhưng mà hiện nay thì bà con yên tâm rằng là chúng tôi đã rất là làm việc rất là gọi là khắt khe, thì không phải đến khắt khe nhưng mà làm mình làm nó chuẩn, cái gì ra cái đấy. Thì tất cả các bà con mà đã liên kết và kết hợp tác với chúng tôi từ lâu năm rồi thì bà con mình sẽ biết được cái điều mà trang trại Anh Xuân đã làm trước sau với bà con như nhau, ai cũng như ai hết, rất là minh bạch và rất là công khai. Có nào chúng tôi sẽ quay lên như vậy và giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng đầy đủ. Nếu quý khách hàng có quan tâm và hợp tác với trang trại Anh Sơn thì chúng tôi xin sẵn sàng để phục vụ quý khách hàng. Đây là cái con dế Thái
đấy là chúng tôi chuyên về cái con dế thái con to này nhé. Đây là đôi lời chia sẻ và con nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi để mua giống tại Nam Định và Hà Nội, để có sự bao tiêu hỗ trợ thu mua đầu ra cho khách hàng đầy đủ. Website là trangtraithanhchan.com, quý khách hàng vào đấy thì tham khảo tình hình một nó rất là rõ ràng cụ thể, không cần phải bà con phải hỏi đáp nhiều, chúng tôi giải thích hết trên website rồi, các gói đầu tư chăn nuôi cũng đưa hết lên trên đấy và video cũng rất nhiều, hàng 4-5 nghìn video